Shop Công Nghệ hôm nay vừa nóng hôi hổi về một chiếc MacBook Pro dòng chuyên đồ họa. Đây là chiếc MD723 như các bạn nhìn. Mới 100%. Máy có thiết kế 15 inch. Vỏ nhôm nguyên khối. Có thiết kế rất là chắc chắn. Đây là lục đĩa. Bây giờ tớ sẽ kiểm tra cấu hình. Như các bạn nhìn thấy, máy sử dụng vi xử lý Core i7 2.2, turbo 3.1 và RAM của máy là 4GB. Máy dùng HD GrandFix 3000. Máy dùng hai card đồ họa. Như các bạn nhìn này, đây là một chiếc card đồ họa 6750M cực mạnh 1GB. Các bạn lưu ý dòng Mac nó dùng card đồ họa 1GB nhưng nó là DDR5, xử lý đồ họa còn tương đối hoàn hảo. Các bạn nhìn, máy dùng ổ cứng 750GB. Tha hồ chúng ta chứa dữ liệu. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra chất lượng âm thanh. Như các bạn nhìn ở đây là chiếc camera FaceTime đang nâng cấp lên 720p. Tôi sẽ thử chức năng cảm biến ánh sáng của bàn phím trước. Như các bạn nhìn thấy, khi tối bàn phím sẽ tự động mở lên. Cảm biến nằm ở trên mắt camera này. Đây. Với màn hình 15.6 inch, tôi sẽ kiểm tra độ phân giải của màn hình. Như các bạn nhìn thấy, độ phân giải của màn hình là 1440x900. Máy giờ đây các bạn nhìn thấy là máy dùng ổ cứng 736 này, tương đương dung lượng là 750GB. Memory của máy máy dùng 2 que 2GB, bớt 1333. Đây các bạn nhìn thấy DB vừa ghi và đọc đây. Đọc. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra chất lượng âm thanh của chiếc máy này. Nhưng mà các bạn nhìn thấy là loa hai sườn. Các bạn nhìn thấy là chất lượng âm thanh rất là tốt. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra chức năng zoom trên chuột. Hai các bạn nhìn này, máy có thể zoom to zoom nhỏ. Và muốn di chuyển lên chúng ta dùng hai ngón chúng ta kéo lên như này. Và tap như này. Các bạn lưu ý đây là tool chuột cảm ứng đa điểm máy mạng, dùng máy Mac rất là nhanh. Với giá bán 19-15 triệu đồng, máy được bảo hành 6 tháng tại shop. Các bạn có thể qua để xem hàng.